Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Bản tin 24 giờ. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Động đất mạnh 9 độ Richter làm rung chuyển đập Tam Hiệp, 1,3 tỷ dân Trung Quốc hoảng loạn. Tin nóng, một trận động đất mạnh tới 9 độ Richter đã làm rung chuyển 15 tỉnh thành phố của Trung Quốc, khiến hơn 200 người bị thiệt mạng. Tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 150 km, nhưng người dân ở đây vẫn thấy rung lắc rất mạnh. Nhiều ngôi nhà đã bị sập xuống như một đống đổ nát. Trận động đất đã làm bung móng của con đập Tam Hiệp, khiến cho Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình khóc sưng hết cả hai mắt. Hiện các cơ quan cảnh báo động đất sóng thần của Trung Quốc vừa ra thông báo khẩn tới người dân của nước này phải khẩn trương sơ tán gấp, nếu không sẽ bị chôn vùi trong đống hoang tàn. Chưa dừng lại ở đó, dự báo Trung Quốc trong ngày mai còn phải hứng chịu tiếp một trận động đất và một trận mưa đá dữ dội nữa. Đó là theo thông tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết như vậy. Và nếu điều này xảy ra, thì khả năng con đập của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 98%, khi đó toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị 60 tỷ mét khối nước của đập Tam Hiệp nhấn chìm và cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thế giới sẽ không còn xuất hiện cái tên Trung Quốc trên bản đồ nữa. Đây không biết là tin vui hay buồn cho châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Thưa quý vị, một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Bắc Kinh đang điều động hàng nghìn xe quân sự bọc thép lên con đập Tam Hiệp để quyết định phá vỡ con đập này trước khi nó sẽ tự vỡ. Và theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới nhận được, thì đỉnh lũ số 2 đã xuất hiện trên con đập Tam Hiệp vào ngày hôm kia, khiến cho mực nước tại con đập này đã vượt mức cảnh báo rất cao. Nước mưa tiếp tục trút xuống những ngày vừa qua đã làm cho con sông Dương Tử báo động đỏ ở mức cao nhất. Con đập Tam Hiệp được cho là đã hết sức chịu đựng và không tự phá bỏ thì nó sẽ gây ra thảm họa cực kỳ tàn khốc cho người dân của Trung Quốc. Các khối bê tông tại con đập Tam Hiệp được cho là đang bị nứt nghiêm trọng và bị rò rỉ nước. Và nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới, thì lượng nước trong hồ sẽ khiến nhiều con đập nổ tung như một quả bom, khiến cho hàng triệu, hàng tỷ người dân của Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Dự báo có ít nhất tầm khoảng 800 triệu người dân trên 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sẽ bị chìm trong biển nước như một ngày tận thế. Các thành phố, các cao ốc, xí nghiệp, nhà máy, vật dụng và rất nhiều những thứ khác sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Gần 1 tỷ người dân của Trung Quốc sẽ ngập trong biển nước. Và đây là một trong những cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đây là lý do vì sao mà ngày hôm qua, ông Lý Khắc Cường đã quyết định điều động hàng nghìn xe bọc thép, 50 tiểu đoàn lên gần con đập Tam Hiệp để tiến hành tự phá con đập này nhằm tránh hậu quả thảm khốc xảy ra trong một vài ngày tới. Hàng triệu người dân xung quanh con đập Tam Hiệp đã được di tản khẩn cấp ngay trong đêm lên các đỉnh núi cao. Hàng triệu người khác đã lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để trú ẩn. Tình trạng 28 tỉnh thành phía Nam dọc theo con sông Dương Tử đang báo động đỏ, báo động khẩn cấp ở mức cao nhất. Trung Quốc đang trải qua những giờ phút rất cam go, ngàn cân treo sợi tóc. Được biết, theo một nguồn tin từ mạng xã hội cho biết, chính quyền ông Tập Cận Bình đã chặn lại, không cho bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài. Theo lệnh từ chính quyền thì bất kỳ ai phát tin ra ngoài sẽ ngay lập tức bị bắt. Thưa quý vị, chính quyền ông Tập Cận Bình được cho là đã mất ăn mất ngủ suốt hơn một tháng vừa qua khi mưa lũ, lũ lụt, động đất, sạt lở liên tục tàn phá Trung Quốc. Ông trời và mẹ thiên nhiên dội xuống đầu chính quyền ông Tập Cận Bình quá khủng khiếp và tàn khốc, khiến cho chính quyền của ông ta không kịp trở tay để bây giờ phải quyết định phá vỡ con đập Tam Hiệp trước khi nó tự vỡ. Đây được cho là một trong những công trình đập lớn nhất của thế giới và gây ra nhiều tranh cãi nhất từ khi nó được khởi công xây dựng cho tới nay. Giờ đây đứng trước nguy cơ tự phá con đập này thì cũng là kết quả của sự tàn ác, nham hiểm và độc quyền độc đoán mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới trong thời gian vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình vì những tội ác mà ông ta đã gây ra. Chính quyền của ông ta đi ngược lại với thiên nhiên khi cho tàn phá rừng phá núi một cách bừa bãi, đặc biệt là hủy hoại con sông Dương Tử hay còn gọi là sông Trường Giang để xây dựng con đập Tam Hiệp, khống chế thiên nhiên, khống chế nước để bây giờ đang phải oằn mình chống lại sự nổi dậy, sự trừng phạt của ông trời, của mẹ thiên nhiên. Điều này xảy ra cũng là cái kết rất đúng với quy luật sinh tồn. Thưa quý vị, có một nguồn tin mới mà chúng tôi mới nhận được gây hoang mang, đó là vào khoảng 18 giờ chiều ngày hôm qua, tại thủ đô Bắc Kinh đã xuất hiện hàng ngàn con quạ đen bay khắp bầu trời, vừa bay vừa kêu lên những âm thanh nghe rất thảm thiết, như báo hiệu một điều chẳng lành sắp xảy ra đối với Trung Quốc. Từ quảng trường Thiên An Môn đến Tử Cấm Thành, hàng ngàn con quạ gây náo loạn bầu trời. Phải chăng Trung Quốc sắp có điểm báo chẳng lành? Ông trời báo hiệu Trung Quốc sắp đón một thảm họa khủng khiếp được báo trước. Kể từ đầu tháng, mưa lớn khắp các tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc khiến cho 1/2 đất nước của Trung Hoa chìm trong biển nước. Người dân thì sống trong cảnh lầm than màn trời chiếu đất. Hàng triệu người đã thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà đã bị nước lũ cuốn trôi, hàng triệu hecta hoa màu bị tàn phá, hàng triệu người dân phải đi sơ tán khắp mọi nơi để tránh lũ lụt, động đất và sạt lở. Nước từ trên cao đổ xuống như sóng thần cuốn trôi mọi thứ từ ô tô, xe máy,
TV, tủ lạnh, nồi cơm điện đều bị cuốn trôi hết theo dòng nước lũ cuồn cuộn. Sau tất cả những gì đang xảy ra, không biết chính quyền ông Tập Cận Bình có nhận ra những lỗi lầm của mình để nhận thức lại, thay đổi lại hay không? Liệu rằng ông ta còn tham lam, độc quyền, độc ác và tiểu nhân đi gây gổ, gây hấn với các nước trong khu vực hay không? Thưa quý vị, đó vẫn là một câu hỏi chưa có câu trả lời. Với bản chất độc tài, tham lam và tiểu nhân, muốn thâu tóm tất cả các nước trên thế giới, hòng chiếm đất đai, biển cả và tài nguyên của nước khác, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã bất chấp tất cả để làm nên điều đó. Mới đây nhất, ông ta còn điều hàng ngàn xe tăng, xe quân sự lên vùng biên giới Trung Ấn để gây hấn nhằm chiếm dãy Himalaya, một trong những dãy núi nổi tiếng trên thế giới, khiến tình hình hết sức căng thẳng. Ông ta còn đem tàu chiến, đem rất nhiều tên lửa, máy bay ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật nhằm khống chế khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Ông ta tự công nhận hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa thuộc về phía Trung Quốc, tự xây dựng trái phép những đảo nhân tạo trên lãnh thổ các nước trong khu vực để đặt các căn cứ quân sự, hòng oi ép các nước. Đây chính là tội ác mà ông ta đang gây ra cho nhân loại. Và chính những tội ác đó, bây giờ mẹ thiên nhiên, trời và đất cũng như đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng khử Trung Quốc, cô lập Bắc Kinh để trả lại bình yên cho thế giới. Hiện tại thì Trung Quốc đang bị ngập lụt rất nhiều nơi. Tuy nhiên, trên thế giới không một ai, không một nước nào ra tay cứu vớt Trung Quốc. Không phải vì các nước không muốn cứu người dân của Trung Quốc, nhưng chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là đã làm mất hết lòng tin đối với cả cộng đồng trên toàn thế giới. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà các nước đang quay lưng lại với Bắc Kinh. Hiện thì chính quyền ông Tập Cận Bình không còn lòng tin đối với cả cộng đồng. Người ta nói rằng thời vận của Trung Quốc đang bị lụi tàn theo năm tháng, và tất cả điều đó nói lên Trung Quốc đang bị tẩy chay khắp mọi nơi. Nếu như không thay đổi, không sống tốt lên, mà còn sống tham lam, nguy hiểm và muốn đi ăn cướp lãnh thổ, lãnh hải các nước trong khu vực, thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị nhân quả báo ứng và sẽ bị quả báo. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tại Vũ Hán xuất hiện hiện tượng bị thấm, nước sông đã vượt quá cảnh báo 2 mét, trong khi một đỉnh lũ mới dự báo sẽ ập tới. Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo sau mưa lớn, dòng chảy chính của thượng nguồn sông Dương Tử và đập Tam Hiệp tăng đáng kể. Lưu lượng hồ chứa tăng nhanh lên tới 58 mét khối trên giây. Đây là một trong những lưu lượng lớn nhất trên thế giới và nó có thể nhấn chìm toàn bộ các tỉnh thành xung quanh con đập Tam Hiệp. Và đây là một điều cực kỳ nguy hiểm nếu Trung Quốc xảy ra một hoặc hai trận động đất sóng thần nữa. Thưa quý vị, thông tin về trận lũ số 2 của sông Dương Tử trong năm nay có nghĩa là hạ lưu sẽ có thể gặp một thảm họa lũ lụt khác. Hiện tại, khu vực Hồ Bà Dương đã vượt khỏi tầm kiểm soát nước. Ở thành phố Vũ Hán, nước đã lên tới 27-37 mét và trong tình trạng kiểm soát lũ lụt ở An Huy, nơi đang đối mặt với cả lũ lụt ở phía Nam cũng như phía Bắc đang rất nghiêm trọng. Khi đạt mức kiểm soát lũ cao nhất thì chính quyền phải đưa ra cảnh báo đỏ và lũ lụt đang tiếp cận khu vực Giang Tô, Chiết Giang và Thượng Hải. Trên trang web chính thức của Cục Quản lý Lưu vực Thái Hồ của Bộ Tài nguyên nước ra thông báo cho biết, mực nước tại Thái Hồ đạt 4,65 mét, mức kiểm soát lũ cao nhất trong lịch sử và cho thấy xu hướng tăng lên trong một vài ngày tới là rất cao. Cục phòng chống lũ lụt ở Thái Hồ đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp mức độ cảnh báo cao nhất. Các tỉnh như Chiết Giang, Thượng Hải khả năng cao sẽ bị ngập lụt. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đã ra thông báo rằng dòng nước chảy vào hồ chứa Tam Hiệp dự kiến sẽ đạt đỉnh lũ mới và nguy hiểm đang rình rập tới con đập này. Thưa quý vị, Thái Hồ được cho là rất rộng và rất sâu, độ sâu trung bình khoảng 2 mét trở lên, có những nơi lên tới 20 mét, nước dễ vào nhưng không dễ thoát. Một khi hồ Thái Hồ bị ngập, các khu vực xung quanh như Tô Châu, Vô Tích, Thường Châu, Hồ Châu và Thượng Hải sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề. Và đây chính là nguyên nhân mà phía Trung Quốc đang rất lo lắng. Hôm qua, hãng tin Reuters đưa tin các thành phố như Vũ Hán, An Huy, Giang Tây, Chiết Giang đã đưa ra cảnh báo đỏ cho biết mưa lớn, mực nước tại các con sông, hồ đang tăng lên với mức độ chóng mặt. Thưa quý vị, theo các chuyên gia thủy lợi cho biết, lượng mưa trong một vài ngày tới sẽ tiếp tục tăng cao ở nhiều thành phố Trung Quốc. Hiện tại thì động đất, sóng thần vẫn tiếp tục xảy ra, nguy cơ với con đập Tam Hiệp là rất lớn. Và liên quan tới tình hình đó, chúng tôi sẽ thu thập và gửi cho quý vị trong những bản tin tiếp theo. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được phép tạm dừng tại đây. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!